Con tên gì? Nãy giờ vô nhà quên hỏi nữa. Ừ. Gái cưng của bố Toàn. Đây. Ừ. Nó tên gì anh Toàn? À, tên gì? Nói nghe coi tên gì. Hả? Tên gì? Không thèm vào mặt tôi luôn à. Hả? Tên gì? Hả? Bố Toàn. Tên gì bố Toàn? Kỳ. Hả? Gì Kỳ? Trời ơi, con gái rồi cái tên gì đó đẹp đẹp đẽ chút chứ. À, nó coi. Nhìn cưng quá trời luôn. Ngồi nữa hả? Ngồi thì ngồi chơi, vô đây ngồi chơi nè. Mình đi đường xa bụi bặm vô. Có sao đâu trời. Ngồi. Giờ thấy con gái anh nó e dè hết tự nhiên. Thôi vậy nhà ngồi chơi. Lỗ tai chỉ là bẻ bên này, bẻ bên kia. Ăn tối chưa? Ăn rồi. Đâu ăn gì đâu. Mày chơi với Toàn mà hỏi con gái với Toàn luôn. Không lâu quá không qua nhà anh chứ cũng phải nó nhớ nó chứ. Không ăn nhiều, con kia là mấy mẹ mấy chó nó không có nào ăn nhiều cho nó. Nó ăn nhiều mà nó tròn vậy. Uống sữa với ăn kẹo không á? Rồi, ăn ăn kẹo xuống răng không? Nó nghe răng hay coi. Hả? Nghe răng hay coi? Coi xuống răng không? Hả? Hả? Nghe răng coi nè. Đâu? Cho coi cái răng coi. Cưng dễ sợ luôn. Ủa sao anh cho nó ăn kẹo cho không cho nó không cho tôi nữa không cho gì con viên vậy thêm viên nữa đi bố thôi ăn nhiều mập hả sáng giờ mình hết hai cục nữa rồi ăn nhiều mập hả về còn mập gì nữa có hai cục mà không mập trời ơi nói đi bố nước lên đi bố cho cục nữa bố tôi có bán nhà hả ra chợ bán nè.